toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Không chửi đâu, chỉ mắng thôi. Cùng lắm là đánh luôn thôi chứ không cũng không làm gì cả. Ôi mọi người thề. Có người không? Không thấy rồi. Ok, yên tâm. Không thấy số 4 nói gì ta. Chạy đâu? Hả? Cái gì cơ? Không, tự dưng thấy. Không thấy nói gì. Thì không biết nói gì nên im lặng ấy mà. Với lại cũng không có mấy chị kia nữa nên hay buồn. Buồn. Cậu sinh năm bao nhiêu? Có mấy bẻ vui lắm luôn á. Không nói chứ. Dạ, em chưa 18 lắm nè. Chưa 18 á? Không phải. Không có mấy chị kia vui lắm, mấy bẻ toàn tối này không mà nói chuyện mấy bẻ vui cực. Em chưa 18 là một bạn. Giọng dễ thương thật. Có đâu vậy? Ở Đồng Nai ấy. Ở Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai thế đi cố vào giỏi vào. Mà nếu cậu bất mãn vì cậu trả lời thì tớ có thể trả lời lại là tớ ở trong tim cậu. Ui. Dạ. Nghe thì đúng. Nghe 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 kinh thế nhở? Được thế nhở? Mà mình thấy giọng mình thấy hơi men mà sao mọi người đều nói giọng mình dễ thương là sao? Giọng này đầu thằng là bố men bẻ mồm luôn này. Cha mẹ không mà cả bản thân mình thấy giọng mình hơi men mà sao mọi người lại nói giọng mình kiểu dễ thương là sao ấy? Men giọng này thằng này chả hiểu bố men kêu ở đây cho nó vài viên cao người. Vài viên mẹ tôi cho hẳn 200 viên mà bốn vào mồm nó luôn. Vài viên là nghe vẻ hơi ít. Ê mày dư có bốn ai lấy không? Có số 3 lấy cấp 4 không? Có rồi. Điện thôi tôi vứt. Có mình tay cầm đúng từ lấy. Mình chưa có nè. Chưa có cấp 4 hả? Ừ mình hay là lấy cấp 4 đúng không? Đúng rồi đó. Vâng. Bè nè lấy không? Lấy luôn. Tá. Chưa bắn nhau thì chắc nó nhạy cảm với lại ngu sử hết rồi. Trong em bạn ấy thích ăn không biết, ở ngoài bạn thích ăn không ta? Thích. Ông phải thả thì người ta mới xem nó như nào đúng không? Thôi căn bản mình già quá rồi không thả nữa. Không thả mà đòi người ta ăn. Ê, chết. Thính phải thích thơm mình người ta mê. Người ta mê. Đấy. Đấy, còn bị cái sao ấy. Bắn nó, sấy nó này, chuẩn bị sấy này. Bắn nó đi kìa. Bắn. Mỗi thằng. Xe nào đồng chí? Cho tí. Hình như có ố. Đi. Một vơn một là hai. Hai thêm hai là bốn. Cảnh gì? Bây giờ mình đúng không? Đang định hỏi là bây giờ ưu tiên số 4. Đi cảng luôn. Cho số 4 đi du ngoạn một vòng mát. Đi đâu cũng được.
chỉ cần gọi là kiểu gì nhỉ? Lỡ hết sang xa. Chỉ cần có số 4 đi cùng. Đúng đúng, chỉ cần có cậu đấy. Nè. Ủa hồi tí chết nè. Yên tâm. Mình bro layer lắm. Mình có thể không bảo vệ được hai thanh niên kia, nhưng mà cậu yên tâm, không chết được đâu. Hai thanh niên bê thật không luôn. Không ổn mấy. Hai thanh niên kia chết cậy luôn. Đấy, mấy ông thấy mấy ông bị hắt hủi chưa? Mấy ông thấy gì chưa? Có xe đâm vào nhá. Có người này, có người này. Đằng sau, trên thùng kìa. Trên thùng nhá, ở gần đây này. Nó vừa nhảy ở trên này luôn đấy. Nó ở dưới thùng rồi đấy. Số 4 ơi, chạy thấy nó bắn đấy. Cha mẹ. Từ từ đợi xem. Nó vừa ở quanh đây thôi. Nó vừa ở quanh đây thôi. Mấy ông tìm đây. Hả? Để mà tôi chạy nghéo vậy nó không bắn rồi. Úi dồi ôi, bắn thêm nó không chết cả. Nguyên băng đạn. Cứ kho bạn. Nó siêu yếu luôn đấy. Mẹ ơ. Bắn. Vừa mới có một thằng nhảy ở đây xong mà. Quắt, nó chạy đâu được nhở? Đấy. Giang kìa. Gái à? Không, không có gái gú gì tầm này. Một gái là đủ rồi. Gái người ta với mình luôn. Kể cả gái nào, một gái đủ rồi. Trong team mình chỉ cần một người thôi, không cần. Nó chạy đâu nhỉ? Ở khu thùng hàng chỗ mặt đúng không? Cả đấy. Ủa? Cái thằng này nó chơi kiểu lúc bờ lúc bụi nhỉ? Nhà bao việc. Yeah. Cái gì đấy? Trên à? Trên đàn giáo à? Tất cả cùng lên. Thằng này là phải giết luôn này. Hãy dụ xuống team up cả. Hãy dụ xuống team up mọi người. Bây giờ bạn làm gì bạn? Bạn thuyên giảm, khuyên được nó đi. Đúng rồi, trên này rồi. À, bạn định ngồi bạn. Bạn cây ai hả? Bạn cây ai? Nhảy xuống à? Nhảy xuống cũng chết thôi. Tình ra đi tha. Người ta đã tha rồi, còn cố tình khèo. Ồ. Đi cầm đây rồi đấy, ai cần không? Yeah. Đâu, cho mình đi. Có xe kìa. Lợi nhá. Anh gì ơi, bọn em bên này mà. Sao phóng xe đi ngang qua, mình bước qua đời nhau vậy? Mình bước qua đời nhau. Rồi làm nhau đâu, có kẹo đi. Nó khói rồi. Nó bước qua đời nhau rồi. Việc sau có xa mơ được đâu. Và có xa ta giờ đây. Lên xe. Ôi giọng số 4 này mà hát như thế này mà. Ôi, hát dở lắm, giọng như được đợt nè. Không hát giọng như vịt đực thiệt. Giọng này hát hay đúng không? Mấy thanh niên kia bình luận à, AB. Công nhận giọng bình này chọn này. Thành viên được được. Đúng. Demo một câu nghe chơi đi bạn số 4 rồi. Không biết hát giọng như vịt đực đúng không? Cứ demo thôi. Mọi người mới phải ngủ thì
giờ bạn mà hát anh em trong team kiểu gì cũng tăng thêm 1.000 công lực. Top 1 luôn. Thôi. Top 1 ngay luôn đấy. Thôi mình không cần top 1. Thôi. Mình không cần top 1. Phải tạo động lực chứ, chúng ta là đồng đội mà, đồng đội tốt phải gọi là hỗ trợ chứ. Bây giờ phải không là đồng đội 6, mình là đồng đội 6, mình không phải đồng đội tốt. Đồng đội, không, đồng đội mình siêu không tốt. Mình không biết hát thật sự. Giờ mình hát là mọi người bắn không được đâu. Ui, nó lại là ở bắn nó lại ở cái tầm luôn, top 1 luôn đấy. Không top 1 nổi, mình nói thiệt. Trời ơi. Bây giờ có thể chết nhá, hát xong phát cái clear nó phải cứ gọi là hân hạnh tài trợ chương trình này luôn. Thôi, mình quyết định mình sẽ không hát. Quyết định sai lầm. À, vũ trụ luôn. Bạn biết quyết định cái gì nhỉ? Ai cũng có một sai lầm, bạn đừng mắc sai lầm. Số 4 ạ. Sai lầm của bạn là không hát đấy. Đây là nước đi đúng đắn. Mình không, đây là không phải là nước đi sai lầm mọi người. Không đúng đắn rồi. À, có thằng con lợn này. Đúng rồi. Con lợn hồng này. Anh lợn hồng này chạy từ Sikun. Sụp đấy. Nó đi bắn boss đấy. À, đây rồi. Hát nhanh để bắn vào này. Thôi, không hết. Dạ. Hát đi mà. Ở đây chơi được rồi. Đi mà. Này. Hát rồi vui chứ. Nó ở mô đây. Bên đường. Trời. Trời à. Trời. Ghê thế. Ô, có mỗi mình nó à? Đi luôn rồi. Bò. Nó sấy của thì mình chưa kịp ngáp mà sắp chết rồi này. Mình nghe vẻ yếu đuối thế nhở? Tại không có câu hát đôi số 4 mà. Đúng, yếu đuối hẳn. Nghe nha, không phải do tôi nha. Tất cả là do bà đây. Nghe không phải do tôi. Thôi chúng ta đi tiếp thôi. Tôi. Cứ sao ta giờ đây bước qua số 4 không chịu hát nhỉ, để anh em tăng công lực cái. Chứ bắn yếu đuối quá. Đừng ép tôi. Không ai ép gì. Điều hiển nhiên thôi, ép làm gì đúng không? Đạt. Không phải. Giọng cứ nghe vậy thôi chứ hát lên nghe như vịt đực vậy chứ thì hát lên nó cứ gọi là siêu phẩm chứ này, chả đùa. Bạn đã hát đâu mọi người biết. Đúng. Bạn phải thử, bạn phải demo không, thử. Bạn tôi chê. Thôi không. Nhưng mà bạn thằng tôi bạn chê có, tôi biết có, dở rồi. Bạn chỉ cần bê như này, bạn chỉ cần cho địa chỉ thằng bạn đến, bọn mình tới hốt nó luôn. Mẹ thằng ra rồi. Tam tài thôi, luôn. Thôi, tội nó. Không, cái tội đấy mới là tội chết. Cho người như kiểu tổ ong luôn. Đúng, mẹ. Tội đấy là cái tội tôi không hết chết được. Nghìn lần nữa chứ. Mà tôi không hết được. Thì nhưng mà tụi tôi không, nhưng mà tôi không hát được, hiểu không? Phải thử chứ. Thính cái thính, cái thính đấy ăn rồi mà. Xe hồi nãy tụi mình mẹ. Ở đấy mà, hai xe đúng không? Không. Vẫn nhớ. Nãy là ở đó, hai xe. Đúng. Bây giờ chân tay run này bảy tí nhảy xuống kiểu sao xong rồi kiểu gì nhảy xuống tí bắn chết hay. Không hay cũng thích nghe tí em mà chẳng may nghe. Đúng rồi đấy bạn, đây là trong nhà này có người này, bắn nó ở xe kìa, nó ở xe kìa. Chết luôn rồi ông ơi, mỗi thằng đấy tôi bắn nó cứ lệch kiểu gì ấy. Chả hiểu. Đó là do mọi người, chứ phải do tôi. Nếu mà ví dụ nhá, một người bảo là nhầm còn được, đây cả ba người kêu nhầm thì nhầm làm sao được. Ôi, bắn mát lên. Đấy. Một không, người, ví dụ như là do mẹ. Cái đó là do mẹ của mọi người, chứ phải không là do tôi. Đây là mỗi cái người là ở một chỗ mọi người.
bây giờ mỗi người ở một chỗ mà ai cũng bị như như nhau thì không phải là do lỗi của một thôi. Người không? Cái đó tôi không biết, nhưng mà tôi không hát. Trên nhà bể bơi còn, bể bơi còn. Nhà có, nhà có. Hai thằng, hai thằng. Ui. Ở ngoài, xuống thùng ngoài. Vãi. Mày gà. Đấy không? Thấy không? Số, số 3 không bắn được cái kìa. Nhà rùng này đẩy chân luôn. Thấy không? Tay run đến thế là cùng. Nhì thôi chứ cái túi này. À, có ốp nè, ở đấy không? Tầm cao này này, nó kiểu không đi được thì... Đấy, để cái thằng nó cầm cái sọt căn vớ vẩn nó giết đúng không? Không phải giết túi nè. Sai sai. Sai thật sự. Ở mà team mình ai bắn ốp không? Mà team mình ai bắn ốp không? Đây đây có ốp nè. Có ốp luôn à? Dư à? Bắn vào tiếp này. Bắn. Tôi không bắn. Bắn vào tim của mình đi à, kinh à. Nhưng mà mình sợ bắn về qua đầu bạn thôi. Cậu bạn cứ bắn đi vào đầu vào. Thôi đi thôi. Đây không còn gì chúng ta lưu luyến nữa rồi. Mà cơ sao ta giờ đấy bước qua thời nhau. Alo, lỗi mic rồi, alo. Ê, chơi vậy không có vui, chơi nhảy không vui. Chảy lắm á. À, chơi chiêu kìa. Mở mic đi bạn ơi. Chơi nhảy không vui, chơi nhảy không vui. Mở mic cái bạn gì ơi. Thỏa ơi. Alo, alo, mất tiền chuồng tha, alo. Có người này. Có người kìa. Bắn nè. Xe tới luôn kìa. Còn một thằng nữa. Xe tới nữa. Cái xe nó vất đây này. Đồ nó chạy đâu rồi? Ủa nó vừa chạy ngang qua mà ta. Chắc nằm đâu đây. Vô lý. Cái giáp này đẹp đẹp. Con nó chạy đâu rồi? Thôi lên xe đi. Rồi số 4 ơi, chạy số đâu 5. Rồi tụt hết cả động lực rồi. Ui. Kìa cây. Cực phẩm yếu. Nóc nó rồi. Chỗ này còn một thằng đang táp. Còn 2, 1 hay 2 đấy. Ui. Hắn còn ngồi đấy. Trên kìa, trên sầm ốc kìa.
Sorry. Vẫn còn nằm ở đây này. Vẫn còn nhá. Đâu ấy? Rồi, lia lia. Mà cơ sao ta giờ đây bước qua đời nhau. Bạn nhạc. Linh lỗi mic quần hết nhỉ. Thôi rồi, mất đi chỗ xa rồi. Làm gì có chuyện tự nhiên đang bắn mất mic được, vô lý. Cóng hết cả tay. Bắn cóng hết tay thỏ gì ơi. Thô hay là thỏ ơi. Má cái giáp xong. Còn hai thằng. Bây giờ tìm nó ở đâu? Kia kia gốc cây, gốc cây. Mô gốc cây mô. Ui giời ơi. Ui giời ơi, trời toàn rồi. Ui giời ơi. Yeah, cuối cùng mình ăn được mạng này. Được nhở. Game thật là dễ. Ô bọn này như kiểu nó không đi nút ở đâu này. Có mini mới súng lục bách. Bọn này nấp đến bò cuối à? Chắc bọn này đi lại kiểu nấp bò cuối à?